Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi giống Phan Văn Khải như tạc, bí mật đứa con rời. Phan Văn Mãi là nhân vật đang lên như diều gặp gió. Mới về thành phố Hồ Chí Minh được 2 tháng mà chiếm được chiếc ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố của Nguyễn Thành Phong. Chiếc ghế này đầy quyền lực và bổng lộc. Về sự nghiệp, Phan Văn Mãi là người chỉ quanh quẩn ở Bến Tre. Mối quan hệ của ông Mãi không được rộng như Nguyễn Thành Phong. Ấy vậy mà Phan Văn Mãi về thành phố Hồ Chí Minh và tiến thân thần tốc không ngờ. Ông Mãi ngồi với chiếc ghế phó bí thư thường trực thành phố chưa được bao lâu thì đã nhảy lên chiếc ghế quyền lực thứ hai của thành phố lớn nhất của đất nước và tương lai rất rộng mở. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhân vật có lý lịch sử không rõ ràng, nhưng họ vẫn tiến thân như diều gặp gió. Đó chính là ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng quê ở Vĩnh Long, có họ và chữ lót giống ông cố thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt. Người ta không biết liệu ông Thưởng và ông Kiệt có mối quan hệ huyết thống gì hay không. Tuy nhiên, việc ông Thưởng tiến thân rất nhanh làm người ta nghĩ rằng ông Thưởng có gốc gác khủng, thuộc diện bí mật nhà nước. Cho đến giờ thì lời đồn vẫn là lời đồn, không ai khẳng định được mối quan hệ huyết thống giữa họ với nhau. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có rất nhiều nhân vật như thế. Có thể kể ra như ông Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nông Đức Mạnh, vân vân. Ông Phan Văn Mãi cũng đang rơi vào diện nghi ngờ tương tự như ông Võ Văn Thưởng. Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thị Kim Ngân cũng như Nông Đức Mạnh. Trường hợp ông Phan Văn Mãi bị nghi ngờ là có huyết thống với ai, đó cũng là câu hỏi làm nhiều người rất tò mò. Nhân vật mà người ta nhắm đến đó chính là ông Phan Văn Khải. Thực ra, ông Phan Văn Khải có họ và chữ lót giống với Phan Văn Mãi, nhưng việc người ta giống họ và chữ lót không nói lên điều gì. Trong xã hội Việt Nam, những người có tùng họ, trùng và chữ lót giống nhau cũng rất nhiều. Và lại, ông Phan Văn Khải thì quê ở Củ Chi, còn ông Phan Văn Mãi quê ở Bến Tre. Sự liên quan với nhau không được rõ ràng. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ vì vấn đề khác, không phải họ và chữ lót, cũng không phải là quê quán. Và dư luận đã đặt ra nghi ngờ thì dựa vào yếu tố nào? Yếu tố mà người ta dựa vào đó là khuôn mặt của Phan Văn Mãi và khuôn mặt của Phan Văn Khải giống nhau như hai giọt nước. Điều mà người ta nhìn thấy là hàm răng trắng giống nhau, nụ cười giống nhau và đôi mắt cũng rất giống nhau. Nhiều người đánh giá là Phan Văn Mãi giống Phan Văn Khải từ 85 đến 90%. Người con thường có cùng nguồn gen từ cả bố lẫn mẹ. Một người mà giống cha hoặc mẹ đến 90% được xem là rất giống nhau. Ấy vậy mà nét mặt của Phan Văn Mãi giống Phan Văn Khải đến trên 80%. Bất kỳ ai nhìn qua tấm hình ảnh cũng cho rằng họ là hai người rất giống nhau. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi giống ông Phan Văn Khải như hai giọt nước. Ông Phan Văn Mãi sinh vào năm 1973. Nếu thời gian này ông Phan Văn Khải mà ở miền Nam thì rõ ràng sự nghi ngờ là có cơ sở. Nếu tra theo từ điển bách khoa toàn thư trên mạng thì thông tin cho biết từ năm 1972 đến năm 1975, ông Phan Văn Khải từ cán bộ nghiên cứu kinh tế miền Nam đi chiến trường B2, vụ phó Ủy ban Thống nhất Chính phủ. Được biết chiến trường B2 là khu vực miền Nam tính từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Như vậy thì thời điểm thân phụ của ông Phan Văn Mãi có bầu, ông Phan Văn Khải đang hoạt động tại miền Nam. Có nhiều người lại nói rằng người giống người là chuyện hết sức bình thường. Đây là nhận xét mang tính bao biện. Người giống người là khả năng gần như không thể. Người ta tìm thấy người giống nhau vì cùng huyết thống thì rất nhiều. Nhưng người không cùng huyết thống mà giống nhau gần như là không có. Nếu là anh em song sinh thì bao giờ họ cũng rất giống nhau. Trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc lãnh đạo có con rơi không phải là hiếm. Đảng Cộng sản là đảng độc tài, nó sẽ không cân nhắc cho người không có lý lịch đỏ để tiến thân. Cứ ai mà tiến thân nhanh như diều gặp gió thì đó chỉ có thể là những đứa con rơi của lãnh đạo, chứ không phải là những người ngoài mà có thể chen chân vào được. Và những trường hợp giống nhau trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã được dư luận liệt kê ra như sau. Ông Phạm Bình Minh đương là Phó Thủ tướng thường trực trong chính phủ ông Phạm Minh Chính. Trường hợp ông Phạm Bình Minh là hạt giống đỏ, cha của ông là cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và cha họ Nguyễn, còn con lại họ Phạm. Tại sao lại như vậy? Vì ông Nguyễn Cơ Thạch tên chính thức là Phạm Văn Cường. Trường hợp Phạm Bình Minh và Nguyễn Cơ Thạch
dù cho ai đó không biết họ là người có huyết thống thì chắc chắn cũng nhận ra vì nét giống nhau giữa ông Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Cơ Thạch được nhiều người đánh giá là rất giống. Ông Nguyễn Cơ Thạch từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là tương đương với Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, tức là chức vụ mà ông Phạm Bình Minh nắm vào nhiệm kỳ 2016-2021 là ngang bằng với chức vụ mà cha của ông đã từng nắm. Như vậy, Phạm Bình Minh là hạt giống đỏ công khai. Ông Phạm Bình Minh cũng tương tự như Nguyễn Thành Nghị là con của cựu lãnh đạo Cộng sản, nên việc tiến thân của ông Phạm Bình Minh được nhà nước đảm bảo rất chắc chắn. Được biết, khi trong tay đang còn có quyền lực, Nguyễn Cơ Thạch đã dẫn dắt con trai của ông theo đúng ngành mà ông cho là sở trường. Vì vậy, không thể có chuyện để Phạm Bình Minh học qua quýt rồi nối nghiệp cha là không thể, mà phải học thực thì mới theo được ngành. Và nếu theo được ngành này thì ít bị cạnh tranh, vì hạt giống đỏ càng về sau càng trở nên đông đúc hơn và đỏ hơn. Tuy nhiên, nếu Phạm Bình Minh được đào tạo ngành khác thì cơ hội tiến thân cũng rất lớn, vì cái bóng của ông Nguyễn Cơ Thạch lúc đó bao trùm lên tất cả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Cơ Thạch và Phạm Bình Minh, là hai trường hợp cha con rất giống nhau. Ông Phạm Bình Minh là thế hệ 6X, nhưng ông được ông Nguyễn Cơ Thạch cho học hành khá bài bản, và hiện nay ông Phạm Bình Minh đã leo lên bằng với những gì mà ông Nguyễn Cơ Thạch trước kia đã từng làm. Và nếu không có người cha như Nguyễn Cơ Thạch thì Phạm Bình Minh chắc chắn chỉ quanh quẩn chức vụ chuyên viên quèn mà không có cơ hội để tiến xa hơn. Nhiều người cho rằng làm con rơi của lãnh đạo đôi khi còn sướng hơn con chính thức. Đơn cử như ông Nguyễn Thành Nghị là con chính thức của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng cuối cùng ngồi với Ủy viên Trung ương Đảng hai nhiệm kỳ mà chưa lên cao hơn được. Trong khi đó, ông Võ Văn Thưởng vì thì tiến thân vù vù, không ai cản được. Về lý lịch trên mặt giấy thì ông Võ Văn Thưởng là người có lý lịch rất mơ hồ. Ấy vậy mà ông Võ Văn Thưởng lại vượt mặt Nguyễn Thành Nghị. Đó là điều rất trớ trêu. Có thể nói làm con rơi tránh được búa rìu của dư luận, trong khi đó con chính thức thì phải gánh những cái tiếng xấu mà người cha đã để lại cả trong đảng lẫn ngoài dân. Và rõ ràng trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập một chính quyền kiểu như cha truyền con nối, như chính quyền thời phong kiến. Sẽ không bao giờ có người nào đó có lý lịch thường mà có thể chen vào mâm quyền lực với những đứa con ông cháu cha đông đúc trong đảng. Trường hợp cha con giống nhau là không nhiều. Cho tới nay, người ta chỉ phát hiện ra Phạm Bình Minh và Nguyễn Cơ Thạch và Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giống ông Trần Đức Lương. Ngoài những cặp đó ra, người ta không bắt gặp những trường hợp giống nhau. Ngay cả Nguyễn Thành Nghị được biết là con chính thức của Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Nghị cũng không giống ông Nguyễn Tấn Dũng nhiều. Và ngay cả Nguyễn Minh Chiết, con út ông Dũng cũng thế, cũng chẳng giống ông Dũng bao nhiêu. Và cả Nguyễn Minh Chiết và Nguyễn Thành Nghị cũng chẳng giống gì nhau. Nói thế để thấy việc người giống người là vô cùng khó gặp. Ngay cả cha con mà còn không giống nhau thì nói gì đến những người xa lạ không cùng huyết thống. Đây là hình ảnh ông Trần Đức Lương và Trần Tuấn Anh. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giấu giếm người dân mục đích để lừa mị. Những đứa con rơi được ưu ái, những đứa con chính thức cũng được ưu ái. Họ được nâng đỡ để được cất nhắc lên cao và ngồi trên đầu, trên cổ người dân. Dù có bất tài thì người dân cũng không làm gì được, tất cả chỉ là bất lực và chấp nhận. Những ngày qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tỏ ra bất lực trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Phần lớn cũng bởi cách chọn người theo kiểu này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những đứa con ông, cháu cha bất tài được cất nhắc, và từ đó xã hội trở nên vô cùng bất công. Người dân phải chịu nhiều tầng lớp áp bức, không khác gì thời phong kiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021 với bản tin Phan Văn Mãi giống Phan Văn Khải như tả, bí mật đứa con rời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Chấm đề.